Thần Đồng Đất Việt. Quỳnh Quỳnh Quy Quy Channel xin chào mừng các bạn. Mời mọi người cùng xem tập 60 Miếng Đất Long Mạch, Kinh Thành Bắc Kinh Trung Quốc, Phủ Thừa Tướng. Thừa tướng, thừa tướng, bẩm có hoàng thượng tới. Vậy hả? Rét. Hoàng thượng Giá Lâm. Hoàng thượng thứ tội cho hạ thần bệnh nặng, không thể hành lễ với hoàng thượng. Không sao, không sao, Khanh cứ nằm nghỉ đi, không cần thi lễ đâu. Vương Hiền Khanh này, ta nghe nói cả tháng nay Khanh bệnh nặng nằm liệt giường, tại sao lại ra nông nổi này chứ? Hiệt, bẩm hoàng thượng, số là từ khi để sổng mất mấy tên sứ nước Nam, thần đây tức tối uất ức đến ngã bệnh. Hịt, thần lo lắng cho nghiệp bá của Đại Minh ta, không thể mở rộng bờ cõi xuống phía Nam, thôn tính hoàn toàn đại diệt. Cho nên hạ thần ngày đêm trăn trở, ăn không ngon, ngủ không yên, khiến cho sức lực hao mòn. Hịt hịt. Thì ra Khanh vì đại nghiệp của nhà Minh ta đến độ phải tâm suy lực kiệt thế này, ta thật có lỗi với Khanh. Vậy ta phải làm gì để bù đắp cho Hiền Khanh đây? Hịt, dễ lắm mà, chỉ cần hoàng thượng cắt đặt quân mã chính tề, sớm định ngày khởi binh chinh phạt đại diệt, thì thần sẽ khỏi bệnh ngay thôi ạ. Hả? Chuyện này qua chuyến đi sứ của Trạng Tý vừa rồi, ta thấy người nước Nam quả là không đơn giản. Chuyện chinh phạt Đại Việt hay là ta tạm gác lại đi? Vậy thì thần sẽ bệnh ngày càng nặng, sẽ sớm lìa bỏ trần thế thôi. Vĩnh biệt hoàng thượng. Trời, Vương Hiền Khanh đừng nói gỡ như thế chứ. Khanh là trường rương cột của Đại Minh, không có Khanh thì quốc gia Long Nguy mất. Thôi thì mọi việc cứ chiều theo ý của Hiền Khanh vậy. Hả? Hoàng thượng đồng ý rồi sao? Ha ha ha, hay quá. Vậy ta hãy bắt tay vào bàn kế hoạch ngay đi hoàng thượng. Ngay bây giờ ta sẽ bắt đầu chỉnh đốn quân mã, định ngày khởi binh. Nhưng muốn tiến đánh thì ít nhất chúng ta cũng phải có lý do gì xác đáng chứ. Ha ha, hoàng thượng nói rất phải. Thần sẽ lên một chiến lược thật hoàn hảo. Trước mắt thần sẽ cài người vượt biên sang Đại Việt để do thám quân tình đối phương. Còn lý do thì... lo gì mà không nghĩ ra được, hí hí. Nhưng ta còn lo Đại Việt có Trạng Tý. Hừ, Trạng Tý à. Hừ, tâu hoàng thượng, sở dĩ thần muốn có trận chiến này là để thần lại có dịp quyết đấu với Trạng Tý. Và lần này thần cam đoan sẽ bắt nó phải trả giá. Ha 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 ha. Ủa, mà ta thấy hình như Khanh đã khỏe ra, tựa như chưa từng ốm đau gì thì phải. Ấy chết, quên mất. Hây hây, vừa rồi nghe được tin vui từ hoàng thượng, mọi bệnh tật dường như tan biến. Xin phép hoàng thượng thần đi nằm tiếp đây ạ. Thăng Long đại diệt, carob carob. Hi hi hi, bịch. Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Có chuyện gì vậy? Muôn tâu hoàng thượng, theo mật báo của thám quân ta, gần đây ở vùng biên ải thường xuyên xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt, dường như là người của Bắc Quốc trà trộn sang để do thám tình hình nước ta. Theo quan trấn biên Bắc Quốc, dường như lại có ý đồ xâm chiếm. Quan trấn biên nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên khẩn báo tin này lên cho hoàng thượng rõ. Trời, sao lại như thế được? Nước Nam ta một lòng thần phục, hàng năm vẫn cống nạp phẩm vật đầy đủ. Họ vịnh vào cớ gì để chinh phạt ta chứ? Muôn tâu hoàng thượng, bấy lâu nay Bắc Quốc tuy ngoài mặt chấp nhận sự thuần phục của ta, nhưng họ chưa bao giờ bỏ ý định thôn tính nước ta cả. Thần nghĩ lần này họ có ý đồ xâm lấn cũng là hợp lý thôi. Trời ơi, vậy thì nguy rồi. Vậy ta phải làm sao đây? Xin hoàng thượng cứ bình tĩnh. Tuy tin mật báo là có địch quân sang dò thám, nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu động binh. Ta cứ thật bình tĩnh bàn thảo kế hoạch đối phó. Phải, Khanh nói phải. Trời ơi, ta rối trí quá. Phải chi lúc này có Trạng Tý ở đây thì hay biết mấy. Hoàng thượng nói rất chí lý. Dù sao Trạng Tý cũng vừa đi sứ về, chuyện này mà tham vấn ý Trạng Tý là hay nhất. Ờ đúng đó, Trạng Tý vẫn đang ở quê nhà phải không? Hiệt, trời ơi, lo quá. Nếu người phương Bắc sang đây đánh chiếm thì của cải tài sản sự nghiệp của ta chắc tiêu mất. Tể tướng, Khanh đang nghĩ ngợi gì thế hả? Bấm thần đang nghĩ kế hoạch đối phó với kẻ địch à. Vậy sao? Vậy thì ta có việc giao cho ngươi đây. Ngươi hãy lập tức lên vùng biên giới thị xác tình hình, xem có đúng với tin mật báo không. Sau đó trên đường về, ngươi ghé ngang làng Phan Thị, gặp Trạng Tý để tham vấn ý kiến, hiểu không? Hả?
sao? Ngươi kháng chỉ à? Dạ dạ đâu có, thần tuân mạng ạ. Tốt, vậy thì Khanh sớm lên đường đi. Hừ, đang lúc rối ren như thế này, tự nhiên bắt mình đi công cán, lại còn phải gặp cái tên trạng trí chết tiệt đó nữa. Tể tướng, Khanh lại lầm bầm cái gì thế? Dạ dạ đâu có, thần nói là được đi công cán chuyến này, thần thật là vinh hạnh ạ. Sẵn dịp thần sẽ ghé thăm thằng cháu vợ, cũng ở gần làng Phan Thị đấy ạ. Hừ, chuyện gia đình của Khanh đem ra đây nói làm chi hả? Thiệt là vô duyên, thôi mau lên đường đi. Hi hi hi, ha ha ha. He he, qua làng bên chơi thiệt là vui, giờ lại được ngồi đò về nữa chứ. Ủa, sao mày buồn so thế dần béo? Hệt chơi từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, đói quá đi mất. Mày nhắc làm tao, tao cũng thấy đói, đói quá. Hứ, ai bảo ham chơi. Ờ, mà tí cũng thấy đói nữa. Ước gì có thức ăn trên đò này thì thích nhỉ. Thôi ráng nhịn thêm chút nữa, qua xong là mình về làng rồi. Đò ơi, tới liền đây. Ô tiểu tị, a à, trạng tí, lâu quá không gặp, mới đi đâu về thế? Hi hi, vừa đi làm đám trai với sư cụ về. A Di Đà Phật, chào trạng tí, lâu nay vẫn khỏe chứ? Hi hi, mời sư cụ ngồi ạ, ta được đi chung đò rồi. Hửm, chà, họ có nhiều ản bánh chuối quá, ực ực thèm ghê. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật, bẩm sư cụ, chúng con sang làng bên lỡ đường, nay bụng đói cồn cào, chẳng hay sư cụ có thể phí phát cho mấy ản bánh để ăn lót dạ không ạ? À? Ê ơi, dần béo. Ồ vậy à, ờ được, thí chủ chờ chút. Này các đồ đệ, đưa cho thí chủ mập này mấy oản đi con. Đây nè, chỉ có một cái thôi sao? Hứ, chứ muốn bao nhiêu? Thôi cũng được, ngoàm ngoàm. Hiệt sư cụ ạ, mấy người có nhiều oản chuối như vậy, thế mà cho con có một cái ăn chả bỏ dính răng, hay là... Dân béo đừng vô lễ. Hừ, cái tên mập háo ăn này, bọn ta đi làm đám trai trai, tụng kinh khô cả họng, mới được có chút ít lễ đây, chẳng lẽ lại đưa hết cho ngươi sao? Xin các vị hòa thượng bỏ lỗi cho, chúng tôi là học trò, ít hiểu biết, có gì thất lễ xin đừng trách ạ. Không sao, không sao, vị thí chủ mập đây chắc là đói lắm rồi. Thế này nhé, ta cũng biết trạng tí là người tài cao học rộng, vậy thì trạng tí hãy làm một bài thơ, nếu đò cập bến mà làm xong, chúng tôi sẽ chia một nửa số oản chuối đây cho các thí chủ ăn đỡ đói lòng. Hả? Trời ơi, đò sắp cập bến rồi, sao mà làm kịp chứ? Hứ, không muốn cho thì thôi, cần gì phải làm khó như vậy. Thưa được ạ. À, xin sư cụ cứ ra đề đi ạ. À, ừ, xem nào. Hi hi, có rồi, bây giờ trạng tí hãy làm một bài thơ, lấy đầu đề là Nho Tăng Đồng Chu, có nghĩa là nhà nho, nhà sư đi cùng thuyền. Nho Tăng Đồng Chu à. Nhanh lên, đò sắp cập bến rồi kìa. Thôi, nếu thí chủ không làm kịp thì đành. Không, con làm xong rồi, con xin đọc ạ. À, Thác Trung Kinh Sử Niếp Kim Cương, Nhĩ Ngã Kim Đồng Phím Nhất Hàng, Hội Sĩ Cồ Đàm Khanh Sái Lạc, Vị Long Đài Cát Ngã Xu Tường, Dị Biên Nhĩ Thượng Vu Hàng Vũ, Vãng Sự Ngôn Do Hận Thủy Hoàng, Nhất Đáng Tương Phùng Tùy Vĩnh Biệt, Nhĩ Thành Thiện Quả Ngã Vinh Sương. Dịch là: Lưng Bồ Kinh Sử Tráp Kim Cương, Đây Đấy Cùng Thuyền Khéo Một Đường, Trong Hội Cồ Đàm Người Thỏa Thích, Trên Ngôi Đài Cát Tớ Nghênh Ngang, Chuyện Xưa Người Vẫn Căm Hàng Vũ, Việc Trước Ta Còn Oán Thủy Hoàng, Gặp Gỡ Mãi Mai Rồi Lại Biệt, Kẻ Tròn Quả Phúc Kẻ Vinh Sang. Trời, trời ơi, hay quá. Bài thơ trích dẫn các điển tích Chuyện Hàng Vũ Ngày Xưa Phá Tượng Phật Đốt Kinh, Tần Thí Hoàng Đốt Sách Nho Chôn Học Trò, lại có ý khuyên răng người, nếu chuyên tâm tu hành sẽ thành chánh quả, còn ai cố công vừa mài kinh sử thì cũng sẽ thành bậc hiền nhân. Chà, bài thơ chứa chan tình cảm, lại mang khẩu khí của bậc thánh nhân. Hoan hô, hay, hay quá. Hi hi, đa tạ các bác. Trời ơi, thuyền hải còn khá xa bờ, thế mà trạng tí đã ứng khẩu thành một bài thơ hay tuyệt, quả là một danh tài xuất chúng. Bần tăng xin bái phục, bái phục. Các đồ đệ, mau dốc hết oản bánh trong nải, ta hãy thiết đãi các vị đây một bữa thỏa thích. Dạ sư cụ. Ha ha, hoan hô.
Hi hi, lúc nãy có những lời không phải, cái thí chủ đừng để bụng nha. Hi hi, không sao không sao, có ăn là được rồi. Nào chúng ta cùng ăn. Măm măm. Hi 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 ha ha, ngon quá. Kít, đến lúc phải chia tay rồi. Trạng tí này, con đúng là một dị nhân. Với tài năng tột bậc của con, nhất định trong tương lai sẽ làm đại quan điều binh khiển tướng. Sau này có cầm quân đánh dẹp ở đâu, xin hãy nhớ chừa chốn chùa chiền, ấy là giữ cái đức về sau. Vâng, con nhớ rồi ạ. A Di Đà Phật, tạm biệt. Tạm biệt. Ê tiểu tị, có rảnh không, ghé chỗ tụi mình chơi đi. Dạo này có nhiều trò vui lắm. Không được, mình phải về chùa tụng kinh, xong phải ra đồng của chùa cày nốt mấy đường cuối cho kịp mùa gieo. Chà vậy à, tiếc quá nhỉ. Thôi mình đi đây, kẻo trễ nãy sư cụ vỡ mắng. Mình chia tay ở đây nhé. Khi nào rảnh tí sẽ sang giúp. Tạm biệt. Chà sao lâu đến quá vậy cả. Nè ông Phá Tiêu, sao hôm nay trông ông có vẻ nôn nóng quá vậy? Bộ ông đang chờ ai hả? Hừ, bà chẳng biết cái gì cả. Dượng của ta làm tệ tốt ở kinh thành, hôm nay sẽ ghé nhà mình chơi. Trời thật à. Bà còn không mau vào trong chuẩn bị tiếp rước. Ờ. Ông Bá ơi, họ tới rồi. Vậy à, mau ra ngoài đón khách. Dạ mời tể tướng xuống xe ạ. Dạ con kính chào Dượng ạ. Hôm nay Rồng Hạ Cố đến nhà tôm thật là vinh dự cho con quá. Mời Dượng vào nhà ạ. Dạ mời Dượng dùng trà. Thế nào, ngươi vẫn khỏe chứ? Dạ đã tạ Dượng quan tâm, bấy lâu nay nhờ ơn dì Dượng bảo bọc, con giờ đây khấm khá lắm ạ. Ở vùng này giờ chẳng ai bằng con đâu, he he he. À mà chẳng hay Dượng đi chơi hay đi công cán mà lại ghé ngang đây ạ? Hừ, bộ ta rảnh lắm sao? Ta vâng lệnh hoàng thượng đi thị sát tình hình biên giới, nhân tiện ghé làng Phan Thị có chút chuyện, sẵn qua đây thăm xem ngươi thế nào. Dù gì ngày xưa bà nhà ta cũng cưng ngươi lắm. Hey hey, bây giờ điền sản của con nhiều vạn bội, bao nhiêu ruộng đất của vùng này đều về tay con cả. Nhưng chỉ có điều. Hừ, điều chi, cứ nói xem ta có giải quyết được không. Số là giáp ranh với ruộng của con, có miếng ruộng của bọn hòa thượng, con vẫn chưa chiếm được. Hừ, sao không chiếm nốt cho rồi, còn phân chân chư gì nữa. Dạ, chả là vì bọn hòa thượng ấy ăn ở hiền lành, con không có cớ gì đụng chạm đến được họ. Với lại ấy là đất của chùa, cho nên con cũng ngại. Thật sự con chưa nghĩ được kế sách gì để nuốt miếng ruộng ấy cho im xuôi. Hừ, sao ngươi vô dụng quá vậy. Có một việc cón con như thế mà cũng không làm được. Nếu như ngươi muốn có miếng đất ấy, ta sẽ bày kế cho. Hả, Dượng giúp con thật sao? Trời ơi, thế thì may quá. Bày đâu, mang ra đây. Hi hi, có chút lễ mọn, xin dân Dượng xài chơi ạ. Hè hè, chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Dạ dạ, đâu dám ạ. Khi nào xong việc con sẽ đích thân mang nhiều lễ vật quý giá lên tận kinh thành để dâng cho dì Dượng ạ. Hé hé. Tốt tốt ha ha ha. Được rồi, bây giờ nghe ta nói đây. Để chiếm được mảnh ruộng đó, ngươi cứ làm thế này thế này. Thế nào, ngươi đã hiểu chưa? Trời ơi, hay hay quá ha 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 ha. Hi ho, học học. Phù mệt quá. Tiểu tệ xong chưa, nghỉ thôi. Còn chút, còn một đường nữa. Hừ hừ, phù xong rồi, mệt thật. À, chúng ta cùng về chùa thôi. Ồ, học học bịch. Hả, bác ơi, bác làm sao thế? Thịt bác cày thuê cho ông Bá Tiêu. Đã cày liên tục mấy ngày rồi, nhưng ruộng lớn quá, cày mãi vẫn không xong. Chỉ còn mấy đường này cuối cùng, nhưng bác kiệt sức làm không nổi nữa, thịt thịt. Trời, tội nghiệp bác quá. Thôi bác cứ ngồi nghỉ đi, cháu sẽ cày giúp cho. Hiệt cháu tốt quá, cảm ơn cháu. Nè, làm gì vậy? Tỷ sang cày giúp bác này một chút. Đừng mà, ruộng ấy là của Bá Tiêu. Lão ấy gian ác lắm, chớ có dại mà dây vào. Phải đó, lão ấy cậy thế làm người nhà tể tướng, ức hiếp dân chúng xung quanh. Ruộng đất quanh đây đều bị lão chiếm sạch, chỉ còn mỗi miếng ruộng của chùa ta thôi đấy. Nhưng tội nghiệp bác nông dân, bác ấy mệt lắm rồi. Ta giúp cày mấy đường chắc không sao đâu. Đừng mà tiểu tệ. Hi hi, không sao đâu mà, các anh đừng lo. Hừ, cái thằng tiểu tị này ngoan cố quá. Nhưng cũng khó trách nó lắm, nó có lòng từ bi mà. Sư cụ dạy chúng ta lúc nào cũng phải có lòng từ tâm. Hà hà, trúng kế rồi nhóc con ơi. Học học. Phù mệt quá, cố lên nào. Ê, tên đầu trọc kia. Hả? Mày làm gì trên đất của tao thế hả? Thưa thưa,
Ai cho mày cày trên ruộng tao? Không ạ, con chỉ cày giúp cho. Cho, ủa, đâu mất rồi? Mày nói nhảm gì thế, tao có thấy ai đâu. Sao kỳ lạ vậy, mới còn đây mà. Hè hè, thôi đừng giả vờ vịt nữa. Ruộng tao không phải ai muốn cày là cày đâu. Để xem mày đã làm gì trên đất của tao nào. Đã bảo mà, bắt đầu rắc rối đây thấy chưa. Trời ơi, thôi chết, long mạch bị đứt rồi. Hả? Long mạch là cái gì ạ? Là mạch rồng chứ gì nữa. Mày đã cày đứt long mạch trên đất tổ tiên tao. Trời, thế là thế nào con chẳng hiểu gì cả. Hừ, đồ ngốc, có thế mà cũng chẳng hiểu. Nhà tao bấy lâu nay làm ăn phát đạt, ấy là nhờ đất tổ tiên nhà tao có rồng nằm bên dưới. Bây giờ mày cắt đứt long mạch rồi, rồng ắt hẳn đã chết, nhà tao rồi sẽ làm ăn lụng bại mất thôi. Hơ, vậy phải làm sao ạ? Phải bồi thường chứ làm sao. Hả, bồi thường? Chúng con là kẻ tu hành, biết lấy gì bồi thường cho ông đây. Hừ, các ngươi đừng có láo léo. Ngươi cày đứt long mạch, làm hỏng đất đai của nhà ta. Để bù đắp thiệt hại, các ngươi phải bồi thường cho ta miếng ruộng của các ngươi. Trời, không thể nào. Xin ông xét lại, toàn thể chư tăng trong chùa mấy chục người đều sống nhờ vào miếng ruộng này. Nếu đền cho ông thì chúng tôi biết xoay sở làm sao. Hừ, đừng nhiều lời. Ai làm hỏng đất của người ta thì đền bù là lẽ đương nhiên. Về bảo với sư cụ của các ngươi lo thu xếp giao đất cho sớm đi. Nếu không đừng trách ta độc ác. Không, nói cho mà biết, dượng của ta là tể tướng, hiện đang ở thăm nhà ta. Ta sẽ nhờ người ra phân xử vụ này. Hà hà, với thế lực của tể tướng, các ngươi chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Nếu các ngươi dám chống đối, ta sẽ nói tể tướng cầm đầu cả lũ. Ha 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 ha. Trời, cái gì? Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Hơi tất cả là điều do thằng tiểu tị mà ra cả. Chúng con đã ngăn cản hết lời, thế mà nó vẫn không nghe, để đến nỗi xảy ra cơ sự. Hô hô hô, sư cụ tha tội cho con. A-di-đà Phật, các con đừng trách tiểu tị nữa. Nó chỉ làm theo lẽ phải mà thôi. Từ lâu thầy đã biết lão bá tiêu đó đã có ý dòm ngó muốn chiếm đoạt mảnh ruộng của nhà chùa. Nhưng bấy lâu ta cố tránh không đụng chạm, nên chắc không có cớ gì để gây sự. Giờ thì hắn đã thực hiện được ý đồ rồi. Có trách chỉ trách tiểu tị quá ngây thơ non nớt, nên đã sập bẫy của hắn thiệt. Lần này sau lưng hắn còn có tể tướng ra tay giúp đỡ, ta nghĩ đành phải chịu mất miếng ruộng vào tay của hắn thôi. Hu hu hu. Có lẽ thầy trò ta phải lâm vào cảnh tha phương cầu thực rồi. Hu hu hu. Hu 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 hu. Hừ, ngươi đã sáng mắt chưa? Lúc nào cũng làm theo ý mình. Bây giờ ruộng đã không còn, mấy chục chư tăng của nhà chùa biết lấy gì mà bỏ vào mồm đây. Hịt con. Hu 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 hu. Tiểu tị, con đi đâu vậy? Trở lại đi. Hu hu hu. Nó chạy luôn rồi. A-di-đà Phật, thiện tai. Hey hey, sáng sớm ra ngoài thiệt là thoải mái, nhất là được nghe những âm thanh vui tai. Hu hu hu. Hả, tiểu tị, sao lại ngồi khóc ở đây? Hu hu, các bạn ơi, cứu mình với. Hừ, thì ra chuyện là như vậy. Lão bá tiêu thật là thâm độc, đất nhà chùa mà hắn cũng không tha. Tí ơi, xem có cách nào giúp tiểu tị với. Thì tí đang suy nghĩ đây. À, hay là... Ha ha, có cách rồi. Hả, thật không? Tị cứ yên tâm, nhà chùa nhất định không mất ruộng đâu. Giờ tị hãy về bảo với sư cụ, hẹn 4 năm hôm nữa sẽ ra giao đất. Bọn tí sẽ mời dân làng ra cùng làm chứng. Tí quyết giữ bằng được miếng đất cho chùa. Trời ơi, thật vậy sao? Tị sẽ đi ngay. He he, thế nào sư cụ, chịu giao đất rồi hả? Mà nè, có giao đất thì cũng đâu cần kéo nhiều người ra đến thế. Định dùng dân làm yêu hiếp ta hả? Đừng có mơ. Đừng quên tể tướng cũng có mặt đấy nha. Bay đâu, mau mời dưỡng ta tới đây. Chúng dân xin kính chào tể tướng ạ. Hừ, sao rề ra quá vậy, đã chịu giao đất chưa? Bần tăng. Khoan đã. Trạng tí, ngươi cũng có mặt ở đây à? Ha ha, ta lại gặp nhau. Thế nào, ngươi lại muốn đối đầu với ta sao?
Hi hi, tôi nào dám. Chẳng qua nghe chuyện đất đai của cháu ông bị đứt lông mà nên đến đây kiểm tra thôi. Hừ, người lấy tư cách gì mà kiểm tra chứ? Tể tướng, người đừng quên, tôi cũng là quan đồng triều với ông đấy nhé. Vả lại, người nhà chùa là bạn của tôi. Trước khi giao đất, tôi đến kiểm tra cũng phải lẽ thôi mà. Ờ, phải đó, xem một chút thì có hại gì đâu. Hừ, mặc kệ hắn dượng à, cứ cho hắn xem, hắn không làm gì được đâu. Hỏi, cho hỏi long mạch đứt chỗ nào? Đằng kia, ngươi xuống mà xem. Được. Trời ơi, thối quá, không xem được. Cái gì? Đất của ông thối quá, tôi chẳng xem được gì cả. Hừ, đồ láo tét, làm gì có mùi thối chứ. Hừ, thối không chịu được. Không tin, ông cứ xuống ngửi thử xem. Láo tét, ta có nghe thối gì đâu. Ông chắc chứ? Sao lại không chắc? Ngươi cứ hỏi mọi người xem, có ai ngửi thấy mùi thối không? Ờ, phải, có nghe thối gì đâu, chắc chẳng tí lầm rồi. Hi hi, dạy mọi người nghe đây. Theo bá tiêu nói thì, rồng nằm dưới đất bị đứt long mạch chết rồi. Rồng đã chết 4-5 ngày, sao lại không có mùi thối chứ? Hả? Ngươi. He he, trúng kế rồi nha. Nếu như không có mùi thối thì đương nhiên rồng vẫn còn sống. Long mạch nghìn lần vẫn chưa đứt. Nhà chùa không phải bồi thường chi cả. Trời, ha ha, hay quá. Ha ha ha, chúng ta thoát rồi, đa tạ trạng tí ha ha. Ngươi. Thế này thì hừ. Ha ha ha, đuối lý rồi ha ha ha. Ơ kìa Dượng, Dượng hứa giúp con mà sao lại. Im mồm, ngươi tự lo liệu lấy, ta về đây. Thật. Hừ, tức chết đi được, mình lại thua đi nó nữa rồi. Bẩm tể tướng, hình như ngài còn quên việc gì thì phải. Hả? Thôi chết, coi trọng trách hoàng thượng giao phó, chở ta quay lại mau. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy để lại bình luận, nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.